con đường sự nghiệp của chị nhá. Chị thì không giống Giang là đi học xong là làm cái ngành kiểm thử luôn, mà chị học cái chuyên ngành của chị là công nghệ phần mềm, là chị học 4 năm rưỡi đại học của chị ở trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ấy, là học để trở thành lập trình viên. Xong rồi đến năm thứ ba khi chị ra trường á, chị có apply vào một công ty, là một công ty startup luôn. Xong rồi chị được vào công ty đấy, được đào tạo để trở thành lập trình viên full stack. Là các bạn biết là chị đã lập trình suốt từ cái năm mà chị đi học cho đến sau khi ra trường 1-2 năm. Xong rồi giống cái bạn gì mà đang từ BA mà công ty kêu là chưa có team tester á, thì công ty là startup mà, nên là họ không có đội tester. Xong đến khi mà làm một cái dự án Nhật Bản này, thì bắt đầu họ mới kêu là bây giờ Nhật Bản nó rất là kỹ về vấn đề kiểm thử. Thế là nó mới kêu là bây giờ nhờ các bạn này sang support testing. Nhưng mà testing khi đó không phải là kiểm thử mà mình học ở đây, mà là viết unit test cho cái dự án đấy. Sau bắt đầu chị chuyển dần từ viết từ làm lập trình viên full stack, là làm cả back end, front end, xong mobile luôn. Xong đến khi mà chuyển qua qua làm bên tester mà viết cho unit test á, unit test của cái developer ấy. Xong rồi từ unit test xong rồi chị cảm thấy là việc mà bắt bug nó cũng thú vị. Tại vì viết unit test thì là viết trên từng cái component, từng cái function của cái phần coding của mình ấy. Xong rồi chị đăng ký học một cái khóa học kiểm thử kèm 1:1 luôn. Học xong thì cái hứng thú bắt đầu đến năm sau khi ra trường, được khoảng 1 năm sau khi coding được 2-3 năm gì đấy á, sau bắt đầu mới chuyển qua nghề kiểm thử. Thì lúc bắt đầu cái gap của chị khi mà chuyển từ làm lập trình viên thành người kiểm thử, cái gap duy nhất đó chị là cái mindset của chị nó không được tốt. Mindset của một người lập trình ấy khi mà chuyển qua kiểm thử nó bị cái gap là mình đang đang suy nghĩ theo cái hướng lập trình, theo cái phần đấy, chứ không phải là suy nghĩ theo cái hướng là người end user. Người kiểm thử là phải đặt mình vào vị trí là cái người sử dụng, người trải nghiệm sản phẩm và mình cảm thấy cái sản phẩm đó như thế nào, tốt hay không. Thì bắt đầu sau khi học xong cái khóa đấy, xong rồi cũng chuyển qua nghề kiểm thử, xong rồi được khoảng tầm 1 năm ấy, chửi nhau cãi lộn với dev, xong rồi cứ bảo vệ cái lập trường của mình là nó phải như thế này này, dev là phải như thế này chứ không phải như vậy, nghĩa là mình không đặt mindset của mình là người kiểm thử, không phải là người answer. Mà sau đó thì bắt đầu chị đi làm ở công ty đầu tiên, xong rồi sau khi 3 năm làm, 2 năm làm dev, xong rồi chuyển qua làm kiểm thử một khoảng tầm nửa năm thì bắt đầu xin sang công ty khác, bởi vì công ty đấy nó không có mentor để chị tiếp tục phát triển trở thành một người kiểm thử chuyên nghiệp. Thì sang một công ty khác, công ty đấy thì toàn những anh chị lớn hơn cả một con giáp. Chị sang 93 nhá, 93 chắc là to nhất cái lớp rồi, không ai to hơn rồi, già nhất lớp rồi. Xong bắt đầu chuyển sang công ty thứ hai là công ty Formos ở bên Gò Vấp ấy. Xong rồi cũng chinh chiến ở đấy được 3 năm, xong rồi từ từ dân từ vị trí là junior, xong rồi thành senior, xong rồi làm lead của một cái team 3 bạn kiểm thử khác. Xong bắt đầu sang từ công ty đấy, xong bắt đầu cũng là một cái mindset mà chị nghĩ là các bạn cũng nên học hỏi chị, đó là khi mà chị làm ở công ty của Mỹ á, thấy là các cái sản phẩm của nước ngoài họ 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 đầu tư rất là nhiều vào vấn đề kiểm thử, họ muốn sản phẩm của họ phải chất lượng nhất và không có bất cứ một cái bug nào sinh ra sau khi tay khách hàng được sử dụng. Xong đến khi chị trải nghiệm các sản phẩm của Việt Nam mình, đặc biệt là các sản phẩm về banking, trong chị thấy nó trời ơi, tệ dã man luôn. Xong rồi chị nghĩ là chị phải thay đổi Việt Nam mình, thay đổi các sản phẩm để tốt hơn. Xong rồi chị làm ở công ty Formos được khoảng 3 năm cho chị mới xin nghỉ, nghỉ là bởi vì chị lấy chồng ở bên nhà chồng bên gần trung tâm thành phố ấy, đi làm xa quá. Xong chị thấy Techcombank họ đang tuyển dụng, đấy là chị apply vào Techcombank, bây giờ chị vẫn đang là nhân viên của Techcombank đấy. Xong rồi chị sang làm Techcombank thì chị thấy là đúng là sản phẩm của Việt Nam mình nó tệ, bởi vì cái gọi là cái quy trình ở các cái công ty Việt Nam, các bạn sẽ đi làm ở công ty như là VNG hay là FPT hay là những cái công ty thuộc khối đất của Việt Nam mình, chị tin là cái quy trình nó gần như là rườm rà giống nhau. Đấy là lý do vì sao mà các sản phẩm của Việt Nam mình nó tệ, là bởi vì cái quy trình quá rườm rà đi, có quá nhiều ông phải phê duyệt thông tin rồi thông tư này kia nữa nên là mới chậm như vậy. Nên là bắt đầu chị làm được ở bên Techcombank được một thời gian, hiện tại là làm được khoảng gần 2 năm rồi, cho vị trí là chuyên viên cao cấp của Techcombank cho mảng hoạch định kiểm thử. Đấy, đấy là một chút về các bạn phải